xin chào quý vị và các bạn hết chuyện bà thủy nghi ngờ việt lâm tới với con gái bà vì tiền lại tới chuyện nghi ngờ việt lâm vẫn lén lút qua lại với mối tình đầu khiến cuộc hôn nhân giữa việt lâm và uyên thi có nguy cơ tan đàn xẻ nghé nhưng đúng lúc này uyên thi phát hiện mình có thai cô tự nhủ có lẽ đây là sự an bài của số phận đứa trẻ tới sẽ là sợi gây gắn kết hai người lại sẽ là sợi dây xóa bỏ mọi hiểu nhầm hiểm khích của cả hai. Uyên Thi chọn cách tin Việt Lâm, bỏ qua mọi chuyện. Cô hớn hở, muốn thông báo tin vui với anh. Nào ngờ, Việt Lâm vẫn cố chấp cho rằng Trình Uyên Thi là chủ mưu hãm hại Kim Phượng. Cứ thế, cả hai lời qua tiếng lại. Khi không giữ được bình tĩnh, xô xát xảy ra. Uyên Thi trượt chân ngã, để rồi đứa con vừa tựa hình, vĩnh viễn ra đi. Liệu rồi đây có phải là dấu chấm hết cho bốn năm bên nhau của cuộc tình cứ ngỡ là bất tử là những nội dung chính của chúng tôi trong video ngày hôm nay uyên thì nhốt mình trong phòng khóc nước nở tại sao anh lâm lại có thể đối xử phũ phàng với mình như vậy rồi cô nhớ tới ánh mắt hung dữ những lời lẽ cay độc của anh khi buộc tội cô là người thuê đám giang hồ hành hung kim phượng cô lại nghĩ tới những biến cố gần đây diễn ra giữa hai vợ chồng rồi lại nhớ tiếng căn dặn của bà Thủy. Đàn ông là thứ không thể nào tin tưởng. Dù cho thằng Lâm có thể thốt, có hứa hẹn thế nào, nhưng con vẫn phải tỉnh táo. Đừng bao giờ dại dột mắc sai lầm như mẹ. Cô chẳng biết tiếp theo cô phải đi đâu, phải làm gì. Chẳng lẽ cuộc hôn nhân của cả hai lại kết thúc trong vánh như vậy? Rồi cô cứ thế ngủ thiếp đi. Tới khi tỉnh dậy trong căn phòng rộng lớn, cô cảm thấy cô đơn vô cùng cô thấy bụng cô đau thắt, cô còn nghĩ do mấy ngày nay cô bỏ ăn bỏ uống, cô cố gắng lết tấm thân mỏi mệt của mình tới bệnh viện. sau một hồi thăm khám, bác sĩ thông báo chúc mừng cô, cô đã có thai. nghe chữ có thai, uyên thì vui mừng khôn xiết, đây là điều cô mong mỏi bấy lâu nay. rồi bác sĩ tiếp lời nhưng cái thai còn rất yếu, thời gian này cô cần nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng, ăn uống điều độ nhất là luôn giữ tinh thần thoải mái bất giác khoảnh khắc đó những chuyện buồn vừa qua uyên thi chẳng nhớ gì cả cô sở lên chiếc bụng vừa tựa hình lòng thầm cười cảm ơn con vì đã tới với mẹ con tới thật đúng lúc vì con mà mẹ sẽ không giận ba nữa mẹ sẽ nói chuyện rõ ràng với ba con chắc chắn giữa ba và mẹ đang có hiểu lầm chứ ba con cũng không phải là người lăng nhăng càng không phải là người ham mê vật chất uyên thi chủ động tìm gặp việt lâm nhưng khi đó thấy anh đang tươi cười nói chuyện điện thoại giọng vui vẻ em cứ yên tâm nghỉ ngơi việc công ty cứ để anh lo tối anh sẽ vào thăm em chẳng cần nói cũng biết đầu dây bên kia là của kim phượng uyên thi cố gắng hít một hơi thật sâu xem như không có chuyện gì cô bước vào giọng nhẹ nhàng anh lâm em nghĩ chúng ta nên nói chuyện với nhau những ngày qua việt lâm vẫn đang chịu áp lực khi chưa giải quyết ổn thỏa bất đồng giữa hai bên thông gia khi mà bà thủy đinh ninh cho rằng cả nhà việt lâm đang nhắm vào gia sản của uyên thi còn ông minh bà ngọc buộc bà thủy phải tới đính chính thông tin cũng như thành tâm xin lỗi ông bà mới bỏ qua mọi chuyện các bậc phụ huynh đều là những người nóng tính nên việt lâm và uyên thi ở giữa vô cùng khó xử đã vậy trong lúc căng như dây đàn anh còn tận mắt chứng kiến Uyên Thi cho người đánh đập Kim Phượng Vừa thấy Uyên Thi Giọng anh lạnh lùng Anh nói rồi Anh chỉ nói chuyện với em Sau khi em xin lỗi Kim Phượng Cũng như mẹ em Rồi xin lỗi ba mẹ anh Uyên Thi phản bác Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi Em không làm gì có lỗi với chị Phượng Tại sao em phải xin lỗi Còn chuyện của mẹ em Em sẽ thuyết phục mẹ Việt Lâm cười mỉa Chuyện rõ như ban ngày vậy Trình đám giang hồ cũng thừa nhận em là chủ mưu Vậy mà em vẫn chối bay chối biến được Rốt cuộc anh hiểu được bao nhiêu về con người em Uyên thì chua chát Thời gian chúng ta ở bên nhau Chẳng lẽ anh không hiểu em là con người thế nào Em nói em không làm là không làm Việt Lâm hờ hững Có lẽ em là người rất giỏi diễn kịch Nhìn thấy phản ứng gay gắt của Việt Lâm Bất giác cô cảm thấy trong lòng anh giờ không còn hình bóng của cô nữa mà chỉ có kim phượng chẳng lẽ đúng như người ta từng nói tình cũ không rủ cũng tới kim phượng chính là mối tình đầu từng khiến việt lâm yêu đơn phương uyên thi đã quên đi mục đích chính của chuyến viếng thăm này cô cố gắng giữ chút tự tôn cuối cùng cô tuyên bố anh lâm nếu anh vẫn khăng khăng em là người xấu xa như vậy vậy thì chuyện của em và chị phượng em sẽ mời công an vào cuộc còn chuyện của anh và em chúng ta hãy gặp nhau trên tòa thời khắc đó uyên thi đã chọn cách sẵn sàng làm mẹ đơn thân dù gì cô vẫn còn mẹ bà thủy sẽ ủng hộ quyết định này của cô bà thủy sẽ che chở bảo vệ cho mẹ con cô vừa nghe hết câu việt lâm nhận ra anh đã quá đáng anh nắm lấy tay vợ thì à chuyện hôn nhân không phải là chuyện đùa mà muốn tới thì tới muốn đi thì đi Trái tim cô tan nát Cô không muốn đôi co với anh Cô giật tay anh ra Một bên cố níu Một bên cô buông Cuối cùng Uyên Thi trượt chân ngã Bụng cô đau thắt Máu bắt đầu chảy ra dưới chân cô Việt Lâm sợ hãi chạy tới Thi em không sao chứ Rồi anh vội vã đưa cô tới bệnh viện Suốt cả chặng đường dài Cô chẳng nói gì với anh Cô chỉ biết cầu trời khấn Phật Cho đứa trẻ bình an vô sự thế nhưng ước muốn nhỏ bé của cô không thành hiện thực bác sĩ báo tin cú va chạm đã khiến cái thai không còn uyển thì như chết lặng cô quay mặt vào trong cố gắng che giấu đi tiếng nấc xé lòng còn việt lâm thẫn thờ như cái xác không hồn thi em có thai sao em không nói cho anh biết cô đã tới gặp anh đã muốn thông báo cho anh biết cả hai sắp lên trước ba mẹ muốn cùng anh hòa giải mọi chuyện nhưng rồi anh vẫn lôi chuyện của Kim Phượng Nàng nọc quy chụp lên đầu cô Tội hành hung Kim Phượng Cũng chính anh và cô cãi vã Mới xảy ra câu sự này Từ yêu Uyên Thi cảm thấy hận lâm Chẳng muốn nói chuyện với anh nữa Đúng lúc ấy Bà Thủy lao vào Chạy tới ôm con gái Thi ơi Có mẹ đây rồi Được xà vào lòng mẹ Bao nhiêu tâm trạng uất ức Kiềm nén vỡ òa Cô khóc tức tuổi Mẹ ơi con phải làm sao đây? Bà Thủy an ủi. Không sao cả, vấp ngã ở đâu, đứng dậy ở đấy. Mẹ tin, con gái mẹ sẽ mạnh mẽ vượt qua. Rồi bà Thủy tiến về phía Việt Lâm. Chẳng nói chẳng rằng, ta cho anh một cái bạt tay trời dáng. Cậu nhìn đi, cậu làm gì mà con gái tôi trở nên như vậy? Việt Lâm ấp úng định thanh minh. Thì đúng lúc ấy, gia đình bà Ngọc cũng có mặt. Bà Ngọc liền xuống lông nhím, bật chế độ chiến đấu với bà Thủy. Bà có quyền gì mà đánh con trai tôi? Bà Thủy đanh giọng. Con trai bà khiến con gái tôi thân tàn ma dại. Có lẽ gả con bé và trần gia là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi. Bị xúc phạm, bà Ngọc tuyên bố. Tốt nhất, bà mang con gái bà về luôn đi. Tôi cũng chả thiết tha gì đứa con dâu này. Bà Thủy hùng hồn. Đúng vậy, ly hôn đi. Có lẽ cái thai không còn cùng với những biến cố thời gian qua là dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân giữa việt lâm và uyên thi hãy để lại ý kiến của bạn bên dưới video của chúng tôi để mọi người cùng bình luận nhé kính chúc mọi người có những phút giây xem phim vui vẻ